Tiếp theo kính mời chư quý vị nghe phần chánh văn. Giang giới sắm ra tài sửa kiện, kề cùng cả lửa tuyển con lành. Tuy là ta không thể sanh thành, nhưng thương hết ra tài dạy dỗ. Đời phải biết suy kim nghiệm cổ, thông cơ đồ dựng nghiệp thánh hiền. Ta quyết lòng rất nợ oan khiên, cứu ba tánh khỏi nơi lao khổ. Chú thích: giảng giới sấm. Giảng, giải thích cho hiểu rõ, là dẫn văn khuyến tu. Sấm là những lời dự đoán về tương lai do những câu truyền khẩu hay sách xưa để lại. Sửa kiển là sửa cây cảnh cho có giá trị và trồng các loại hoa quý hiếm. Nghĩa bóng là lo trau dồi đạo hạnh hằng ngày được trở nên tốt đẹp. Đức thầy có câu: biết lo sửa kiển trồng quê, thơm tho gia trụ danh đề tổ tông. Kệ cùng ca. Kệ là thể văn trong kinh Phật, thường cứ một thiên kinh thì có một bài kệ để tán thán hoặc giải thích đoạn kinh đó. Như trong quyển Khuyến Thiện, Đức Tôn Sư sáng tác hai bài kệ là tiếng kệ từ bi quá diệu trầm và bài tiếng kệ đêm thanh hiên nguyệt dựa kệ. Và trong kinh Pháp Bổ Đàn, Đức Lục Tổ có viết bài kệ phá tướng là bồ đề bổn vô thọ. Hay sư Thần Tú viết bài kệ chấp tướng như sau: thân thị bồ đề thọ. Ca là những bài dẫn văn ca tụng công đức hay giáo pháp của chư Phật. Như trong kinh Phật có bài chứng đạo ca. Lựa tuyển là lọc lừa kén chọn. Đức thầy có câu: hội triều đình các quan lựa tuyển. Sanh thành, sanh là đẻ ra, nuôi dưỡng và dạy dỗ cho nên người. Thành là thành công, tiếng đệm cho chữ sanh. Nghĩa bóng nói đến công ơn cha mẹ. Đức thầy có câu: ham công danh quên chữ sanh thành. Dạy dỗ là chỉ dạy dỗ dành. Ở đây Đức thầy muốn nói Ngài không bỏ rơi một chúng sanh nào, dù ngu trí dốt nát hoặc siêng năng. Nếu có căn duyên hoài đầu hướng thiện là độ tận và đùm bọc đến nơi đến chốn. Suy kim nghiệm cổ, xét chuyện nay nghĩ đến chuyện xưa. Cơ đồ, cơ là nền móng, đồ là mưu tính sự nghiệp vững chắc. Đức thầy có câu: chừng nào thấy được cơ đồ. Ý Đức thầy muốn nói, muốn an bang tế thế phải thông hiểu binh thơ đồ trận đầy thao lược mới dựng nên thời thế cơ nghiệp của thánh hiền. Như ông Khương Tử Nha giúp nhà Châu dựng nên cơ nghiệp trị vì suốt 800 năm, hoặc Trương Tử Phòng hỗ trợ Lưu Bang thống nhất lãnh thổ Trung Hoa, xây dựng đất nước thanh bình toàn dân lạc nghiệp cũng suốt thời gian dài. Quan khiên, quan là quan ức, khiên là tội lỗi, bị kết tội một cách quan ức. Quan khiên, quan là quan ức, khiên là tội lỗi, bị kết tội một cách quan ức. Ở đây ý Đức thầy quyết một lòng rứt sạch nợ quan quan tương báo từ nhiều kiếp đến giờ, dầu cho giặc pháp kết án này án nọ hay lưu đày ra sao cũng mặc, miễn ngài cứu an bá tánh đồng lo tu hành giải thoát cảnh ta bà thống khổ. Bá tánh là trăm họ, chỉ cho tất cả mọi người. Lao khổ là cực nhọc, lao đao khổ sở. Ý nói còn mắc trong vòng ràng buộc của quá công và giặc pháp. Lược giải từ câu 93 đến câu 100. Kệ giảng và sấm cơ của Đức Huỳnh Giáo Chủ cho ra đời dạy dỗ là Ngài đã ra công sửa chữa rất dài dặn.
Nó có công năng đưa hành giả từ phàm phu thành Phật Thánh. Ngài tuy không có công sanh dưỡng chúng dân, nhưng lòng thệ nguyện độ tận mọi người, mọi giới, không phân biệt ở giai cấp nào, quyết một lòng dạy dỗ và dìu dắt nhân sanh, xong đền nợ thế, để trở về với nhà tiên cửa thánh. Mang được thân người, linh hơn muôn vật, chúng ta phải biết nghiệm suy những gương hạnh tốt đẹp của xưa nay. Nhất là phải lão thông thao lược để phò vua giúp nước, đem tài trai nâng đỡ sơn hà và làm rạng danh con hồng cháu lạc, và lo dựng nghiệp thánh hiền để an bang tế thế, để đưa tổ quốc đến tột đỉnh vinh quang hạnh phúc. Bản thân Đức Huỳnh giáo chủ dù khoác áo cà sa làm tăng sĩ độ đời, nhưng lúc nào cũng nguyện đem hết tài trai phụng sự tổ quốc khi đất nước cần. Ngài nguyện đưa con hồng cháu lạc ra khỏi gông cùm của lũ giặc ngoại bang, cứu độ dân sinh hết cơn binh lửa và giải ách nợ tiền khiên túc trái trong nhiều đời nhiều kiếp đã dai mang.